nếu mà tôi nói mà anh em như anh Long Duy Tuấn không tin á, đi theo tưởng chiến biết liền. Là y chang vậy, có sao mà nói gì, để cho đây tất cả. Nào, anh Long à, anh Long đi theo chiến với anh của anh cả. Mà đi sợ dính bầu. Trời ơi má ơi má. Má cái gì? Này là lòng lòng heo thập cẩm, có lòng vịt đây nữa, nhà gan vịt nè, tim vịt nè, dầu trường nè, rồi bao tử nè, đủ thứ hết đó. Còn bên đây là gỏ vịt à, rồi thêm cháo vịt nữa, cháo vịt à, đây cháo vịt mở nắp ra mới thấy chứ à, đang nói mình nói xạo đó, cháo vịt, gỏ vịt. Ồ, ở Mỹ mà ăn giống Việt Nam quá hả? Rồi hôm nay nó giữ nha. Rồi hôm nay nó ăn đi. Nè. Đây là anh Bác Tài đó. Nè. Bác Tài 26 tuổi. 26 tuổi. 26. Còn đây em Mít Talon 25 rưỡi. 25 tuổi rưỡi hả? 25 rưỡi à. À. Còn ngày nữa đúng 25 rưỡi. Hồi lần tôi 16 tuổi rưỡi, bây giờ 26 lên 26. Thì bữa nay tôi mời rất là những nhân vật rất là quan trọng, những nhân vật coi như là hầu như là gọi là VIP á, rất là khó gặp, tuần mới gặp được lần. Không, anh Bull là hai tuần mới gặp lần. À, đó, thêm một nhân vật cũng khá quan trọng nữa. À. Giờ tụi tôi đang bơm chút xíu năng lượng cho chút xíu để cho nó có năng lượng xong rồi mới tiếp tục là. Đây, các bạn nói tôi không có anh biết ăn. Ừ. Bây giờ hôm nay cho ăn cho biết. Nè nói rồi ba. Nói vô đây nè, nói đâu ngoài đó không nghe đâu. Ta thử cái Michael cái đằng kia luôn. Michael nằm đây mà. Mà ăn banh xác luôn chứ ở là không ăn hả? Ờ, nay ăn banh luôn. Tôi ngồi ngay đầu bàn chứ trời. Đúng rồi, anh quá đẹp trai luôn. Anh duyên chính mà. Rồi cái vô thì vô chứ không có nghĩ bệnh gì cử. Mời quý vị. Cuối tuần xin mời hôm rồi xe về cái tướng quay á, clip á, mình ở đây ở Việt Nam mấy đứa cháu coi thấy rồi vậy hả? Trời, có hình câu năm nữa. Mình đặc biệt rồi thăm chiến hữu đồng hương ở tiểu bang Hawaii, Honolulu. Nhưng tài xế taxi chạy mười mấy năm trời bên đó. Gặp mấy người bạn nữa, trời ơi. Coi mình chống trái ra sao. Mấy trong năm trời, hai mấy năm trời bên đó. Anh Gun lái xe 18 bánh được bao nhiêu năm ở Mỹ này? Có bằng lái năm nào? 2003. Có bằng lái 2003. Năm rồi. 16 năm rồi. 16 năm rồi. Cô sắp 2017. Mất sắp 17 năm. 2003. Ok, quá dữ. Hôm nay là ngày thứ bảy quý vị. À, ngày cuối tuần. Thì là ngày đầu tiên thứ bảy anh Long anh nghỉ, thứ bảy chủ nhật anh nghỉ, thì đây là ngày anh nghỉ. Và may mắn là anh Gun ảnh cũng về ngày hôm qua, ngày thứ sáu. Thì bữa nay thứ bảy anh sẽ qua nhà mình anh chơi. Để mà giao lưu văn hóa văn nghệ với tâm sự đời tôi chút xíu đó ha. Đúng rồi, bạn bè anh em nước Mỹ, bạn Việt Nam và toàn thế giới thì có sao nói vậy, có sao nói vậy người ơi. Có giờ hỏi được chưa? Bây giờ hỏi được chưa? Để nó ăn chút chứ. Vô chưa? Không, để ngoại giao chút chứ. Thêm ba chai rồi. Ba chai nữa nó nhão. Kệ nó nhão nghe kỳ lắm. Nhão. Không, chưa tỉnh. Chưa tỉnh. Phải dài ba chai nữa mới nó nhão cái lời nó mới thật thà hơn. Bây giờ tối hôm qua nguyên đêm mà nhậu ngày qua. Nhậu nhà shop làm hãng trưởng sửa xe hơi á. Quen bạn thân với anh uống hết hai chai, hết chai này đi. Rồi. Nói giờ cứ nói
sơ xài chút. Nói sơ sơ cho quý vị biết chút. Cởi áo. Thấy chơi áo độc quá ta. Ồ, áo ba lỗ luôn. Chơi, ba lỗ mà có nút mới ghê. Có cái cà vạt nữa là bảo đảm. Giống như giống như thằng kia bài luôn. Giống chơi cái nơ lên, chơi cái nơ luôn phải không? Đúng đúng rồi. Tưởng là sát thủ. Giống giống sạc lô chứ. Tưởng là Long Tứ đi chơi bài. Không phải thủ, già cả lớn tuổi. Thôi vô cả đi. Giờ vô hay nhấp? Vô đi hay nhấp? Nhà sao anh thấy hay nhấp không vậy? Ờ, nhấp tao vô nè, thấy không? Nhấp, nhấp. Vô đúng hiệu. Ê, vô rồi. Tao mới nhấp, tao nuốt. Còn ảnh mới nhấp nè. Thôi kệ, ảnh lớn tuổi rồi, thông cảm đi. Năm nay mới có 26 tuổi rồi. Anh lớn tuổi rồi chứ. Năm vừa rồi, năm trước. Anh em mình còn trẻ mà. Anh là anh trẻ nhất á, mà anh sợ. Trẻ lắm, 26 tuổi. Mấy cái fan mày hỏi rồi, tao không có mặt tao hả? Rồi, anh trả lời đi nè, đó. Nè quý vị. Quý vị nhiều bạn hỏi là anh Long đâu, anh Long đâu hoài à, và Halloween không thấy anh Long đó nè. Hôm nay tuần đó đi làm, tự nhiên cái ngày đó phong thủy nó, hàng nó nhiều quá. Ừ. Nên nó phải bù, nó kêu mình đi làm đâu có nghỉ được. Đó, thấy không, đâu hàng gấp. Nó nói nếu mà vắng thì ok cho nghỉ, nhưng mà hàng nó đang cần cấp. Đi thêm từng đó mà đồ ăn trên xe vẫn đầy đủ hả? Dạ. Yeah. Anh có mua gì? Anh mua nhiều vậy. Dạ, đồ hộp anh mua dự trữ cả năm luôn. Má không, nếu mà động đất hay là sống thần gì anh sống trên xe cả năm anh chết. Thiếu gì ghé dọc đường á, ghé vô Walmart. Trời, Walmart là tôi good customer. Tôi thấy chiếc xe của anh thì toàn là đồ ăn không. Trời ơi, khổ chứ. Sao không có đồ tập thể dục vậy? Anh mua, còn bữa anh thấy có đồ bóp tay không? Đồ tạ có luôn. Tạ có luôn. Trên xe có đồ tạ luôn. Đúng rồi. Cái hai cục bự có luôn. Chắc cũng coi phim ảnh nhiều quá cho nên muốn tập tay vậy. Đúng rồi. Khó cần. Muốn là gồng tay với người ta vậy. Nội cái á. Chạy đường trường á thì bấm tự động chạy. Ừ. Đó. 65 70 là 68 mai bấm rồi chạy. Tay trái tay phải, nhưng mà vô thành phố hả, đi ngang những cái thành phố các tây bang á, trời hay do cản tay chân là hoạt động bình thường, bởi vì nó đông quá phải không? À, tay trái á thì cầm vô lăng, vô lăng, tay phải cầm số, do phải á đạp ga, ga thắng, do trái á thủ ăn bia, làm việc đều hết. Yeah. Thì em hy vọng là cái xe trốc nó sẽ chế được cái máy massage trên cái ghế massage cho anh ngồi luôn. Đúng rồi đó. Không? Đúng rồi đó. Đúng. Chơi ý tưởng nó hay đó. Hay. Giống như cái ghế làm neo đó. Mình mỏi mệt phải không? Ngồi cái bấm có thằng đấm lưng sau lưng mình nó cũng khỏe lắm chứ bộ. Tôi nói mà nhưng mà tôi sợ em... đấm anh phê quá anh ngủ luôn. Nguyên xe 18 bánh đất rớt xuống đuối. Tôi nói mà anh em không tin. Đúng rồi. Anh em đấm phê quá ngủ luôn á. Không tin. Đã lái xe mà thấy mát mát dịu dịu không? Nếu mà tôi nói mà anh em như anh Long, Duy Tuấn không tin á, đi theo tưởng chiến biết liền. Thế là y chang gì, có sao mà nói gì, để cho đây tất cả. Nào, anh Long, anh Long đi theo chiến với anh của anh cả. Mới đi sợ dính bầu. Trời ơi, má. Má, cái giường ảnh ở trên, cái giường đâu ở dưới. Anh cứ quậy quậy không là tao dắt cái văn lên nóc luôn. Không. Đâu. Đi hai tay là không bao giờ tôi nằm giường trên. Ồ vậy hả? Leo lên xuống mảnh. Ồ. Mà anh ngủ anh phải xích beo lại á, thôi anh thắng cái anh bay luôn. Ồ vậy hả? Bay từ đây qua. Nếu đi hai giống người, như là pháo pháo binh á. Một người lái, một người nữa là nếu bạn bè đi xe chơi thì nằm giường dưới đâu, ai giường trên. Thắng cái nó bay từ trên văng xuống sao? Đúng rồi, nhưng mà trước khi đi á là tôi phải mua cái còng. Còng anh trước rồi còng tôi nữa là không bớt bay, là phải anh với tôi phải bay chung. Đúng rồi, đúng phải không? Mất công nữa, mất công anh nói tôi là em đi xa quá kỳ lắm. Đúng rồi, xích lại hai người cùng với nhau. Đúng rồi. Này bay cái kéo kìa bay theo. Kéo kìa bay theo rồi. Thì tại vì cái tội anh thắng gấp. Ừ. Thấy không? Nghe ghê quá. Không còn, bây giờ không có mình chế lại. Bởi vì mình xe một cái màn cửa sổ bằng nhôm phải không? Ừ. Rào xuống như cái hàng rào vậy. Giống như là kêu là à. Không, giống như là mày chở heo vậy đó. Hiểu không? Nằm trên giường nguyên cái hàng rào giống như là
là có giống như là mấy cái sành ngang vậy nè, mà kéo từ trên kia kéo xuống lóc lại mày văng cỡ nào sao văng văng là phải đi nguyên nguyên một cái màng đi luôn, hàng rào xuống luôn, hàng rào xuống luôn chứ. Anh mới chơi cái hàng rào. Xe mà tám bánh ta có chế lưới, có cái lưới nó không có bảo đảm bằng cái hàng rào. Nó có hai cái ấy nó chụp xuống không, nó cũng dễ chịu lắm, thoải mái lắm chứ không ấy. Thì nó văng giống như là nhưng nó bị dội thôi biết không? Ít cây xài nó phiền ấy lắm. Nó tại vì anh hai tài thì một người chạy với người nằm giường dưới không? Nằm giường dưới đấu lên trên không? Khi mà đậu lại mới là người nằm giường trên giường dưới, chừng nào mà nằm lại á như khi đậu bởi vậy thì mình nói á, nếu mà thằng nào nằm giường trên á, tại vì nó nằm dưới nó ngủ nguyên thấy không, nằm trên nó không bị dằn hơn đó, nằm trên e mà đó, mình phải chơi cái hàng rào như vậy đó, nó lóc cửa là lóc cửa ở trong, chứ không phải để lóc cửa ở ngoài là anh nhốt luôn chết luôn thấy không ở ngoài là không được mở cửa mở hàng rào đâu được, chỉ ở trong mới mở được thôi đó, thằng nào mà chui chổng chỉ là khóa thôi rồi xong đó, giờ anh thắng cái cỡ nào để anh thắng mà đến cái đầu xe chúi xuống luôn không sao ấy. Clip video clip của Tuấn nè, bầu trời cái đây nè, phải nói nhờ có anh chàng Long gì xài cái từ ngữ dùng Việt Nam đầu lao bá đạo bá đạo cứ nói vậy hoài là nó mất cỡm nghi ngại quá, có độ có độ có độ thôi, vô đi vô đi vô đi hết rồi. Ê, xin hai xin anh nó chậm quá. Thôi, xin mời tất cả quý vị đây là bạn. Bầu trời Cali, tiểu bang California. Anh ba anh em thì là cũng là người gốc lắm hả, và Cali, cũng mấy tháng trời. California, USA. USA, phải quá nè, USA. Anh nói giống tiếng Mỹ quá. Nói tiếng Việt cho tiếng Việt. USA. USA. Thì anh em mình cũng là người Việt này Việt Nam, người Việt Nam. Tuy là mới có 26 tuổi là còn trẻ, chung sống ở Mỹ cũng gần 40 năm rồi. Thời xưa đi vượt biên đó. Vậy chứ quốc cho em 4 năm trai nữa bắt đầu là tâm sự lò chim biển đầy đủ luôn. Quá đầy đủ luôn. Không, tôi tưởng chó 4 năm trai nữa mà tôi sủa. Trời, mấy cha nội này lòng với trúng sao nhanh thế. Tôi từ từ thôi. Mời anh có đi thành đàn đi, anh đi thành đàn cũng tới rồi. Nhưng mà tới bến từ từ cũng tới à. Bữa kia Halloween vui hả mày? Cũng ok. Thấy mày làm cái gì? Người gì vậy? Phù thủy. Phù thủy cái mặt hơi mập thôi, phù thủy hơi mập. Ừ. Ta phù thủy tự ôm nhôm nhất. Dracula chứ lộn, Dracula hút máu nhiều mập. Dracula. Dracula. Khán giả nói sao phù thủy mập quá. Thì hút máu hơi nhiều nên nó mập. Dracula mà. Cái này hút ken không? Hút ken không? Hút ken mới ra vậy. Đi hút máu rồi giờ rồi còn xương không? Có mấy anh em fan á là thích anh em mình ngồi nhậu này kia nói chuyện tào lao á. Rồi nhiều khi tối buồn á mở tivi lên á là dòm hai anh em mình nhậu là tự nhậu một mình. Ồ, vậy đó, vậy giống như là có ba người vậy đó. Ồ, ví dụ rồi. Vậy người ta cũng thấy cảm thấy vui phải không, dù sao cũng có một cái niềm vui đó quý vị, có nhiều bạn bè ở phương xa phải không. Ừ. Ngồi ví dụ mà đi làm về xa quá có bạn bè mỗi lần đi gặp ít nhất cả tiếng hai tiếng đồng hồ. Ừ. Nói cho nên ở nhà uống cho rồi đấy cháu hỏa, uống mình á thì hơi buồn phải không. Thì bật cái tivi lên là có thêm hai thằng nữa. Có thêm hai thằng tào lao trong đó. Vì nó đúng là. Nhưng mà thường thường anh chạy về cái mùa lạnh á, rồi đường xá thì sao nó trơn trợt hay là sao anh hiểu không? Hay là nó cho mình biết cái có mùa lạnh anh cũng ít chạy những hướng lạnh, anh chạy mấy cái đường dưới. Ví dụ mà nhiều cái chỗ dưới nó thời tiết thay đổi mà. Ừ. Mình đâu có biết được. Không, nó đúng gì. Nếu mà mùa đông á bắt đầu thời tiết nó lạnh từ tháng 10 trở lên á. Ừ. Năm nay lạnh thì hơi trễ á, chưa còn lạnh sớm nữa, đầu tháng 10 rồi bây giờ tháng 10 mà nhất là đi dùng trên nước Mỹ, bề ngang nước Mỹ á, từ tây sang đông rồi mà nhất gần Canada ấy cho là bắt đầu mưa tuyết sương mù nữa. Ừ. Đổ xuống là cũng sợ ha. Dạ. Mưa rồi sương mù tuyết
rồi trên đường ha, trời cũng cực khổ lắm chứ cực khổ lắm, nguy hiểm. Mấy giờ những cái mùa đó rất là cực, phải tập trung cao độ để mà quyển chuyển chiếc xe, nếu mà thấy không ổn là không nhiều khi tuyết xuống nó đông đá trên đường á, đâu có chạy lẹ được, phải chạy chậm chậm. Rồi nhiều khi nằm luôn, ghé vô rất tốt, nằm tiếng nó đổ xuống rồi nằm tại chỗ luôn, ra không được luôn. Nhưng mà nhiều lúc anh chạy buổi tối, anh có cần cái kiến chống tối không? Không à? Không đâu, không cần. Mà nhiều khi tiếng nó xuống rồi xuống cái mình trong mặt luôn, không thấy đường mà chạy luôn, thấy đường mà không chạy. Có dám tắp vô. Đúng rồi, tắp vô là nguy hiểm lắm. Ừ, tại cái đèn của anh nó mờ luôn mà, rồi nó sụp lại sụp đầu dưới cái đường xuống những xít mà mình cứ mò vậy đúng, chạy luôn hả? À, chạy chậm chậm thôi, từ từ, thay tốc độ bình thường là 65 hoặc 70-75 mai, lúc nó chạy tới mười mấy, 20-30 mai, bò dạ. kiếm cây dầu hay xít rồi tấp xuống rồi ngủ luôn, đợi luôn. Ngủ luôn. Em nào cũng phải chạy chậm hết trơn chứ, đúng rồi, cả đâu sở nhanh luôn, nguy hiểm quá. Trước khi nó đổ xuống ngập trên đường, nhiều khi bề cao cũng cỡ chừng 2-3 feet cũng có, rồi vô đó chắc stop rồi, kẹt xe rồi nằm tại chỗ luôn, đâu chạy được.